Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thứ bảy hôm nay là thứ tư 17 tây tháng 12 năm 2014. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Không biết hôm nay quý vị ở các vùng khác như nào, vùng ở miền Nam California chúng tôi hơi ấm lên một chút, nhưng mà tin cho biết là tối hôm nay sẽ có thể có mưa. Tối tuần này có mưa và có thêm đợt bão thứ ba nữa, thì không biết là anh Long chuẩn bị như thế nào rồi? Tôi không biết, tôi chỉ mừng cho các vùng vùng Central của California là coi như chúng tôi là bị sợ bị hạn hán là mấy năm trời rồi, là có phải là hạn hán rất là nguy kịch, nhưng bây giờ nhờ những cơn mưa này thì chúng tôi có nước, mặc dù có cái chuyện mà là mudslide, cái chuyện mà đất chùi, nhiều chuyện hơi đáng buồn, nhưng mà vẫn có nước để mà gọi là phục hồi cái nền nông nghiệp, cũng như là tránh cái tình trạng mà chúng tôi sẽ bị lâm vào cảnh khát trong những ngày thời gian sắp tới. Trong những ngày tới là cho anh no nước luôn. Đó là câu chuyện của chúng tôi đầu ngày hôm nay, chuyện bão và chuyện mưa gió California như các chuyện khác. Nhưng mà trước khi đi vào những cái chi tiết khác, xin trả lời thư một số khán giả rất là nhanh. Khán giả Đình Trần hay Đinh Trần đó, có hai câu hỏi. Tại sao Tổng thống Mỹ ký văn bản với nhiều cây bút khác nhau, tại sao không ký với một cây bút thôi? Hôm trước tôi đã trả lời câu hỏi này rồi, có một khán giả hỏi, tôi đã nói rồi, Tổng thống muốn ký bao nhiêu cây viết cũng được, không thành vấn đề. Thường mấy ông ký là nhiều cây viết là để sau đó tặng cây viết đó lại cho những người mà ủng hộ cái dự luật đó, hoặc là mấy ông thích hay là làm kỷ niệm. Câu số 2, tôi được biết là chức vụ Tổng thống cần người công dân sinh ra tại Hoa Kỳ, ngoài ra chức vụ gì cần phải sinh ra tại Hoa Kỳ? Đúng như vậy, chỉ có chức Tổng thống là cần sinh ra tại lãnh thổ Hoa Kỳ thôi. Chứ còn các chức vụ khác thì không cần, chỉ cần là công dân Mỹ là có thể ứng cử được. Tất nhiên chức Tổng thống và Phó Tổng thống, ông nào ra ứng cử Phó Tổng thống cũng phải là sinh ra tại lãnh thổ Hoa Kỳ mới được. Bởi vì nếu mà khi Tổng thống chết thì ông Phó Tổng thống đương nhiên lên, nên ông phải là người sinh ra tại lãnh thổ Hoa Kỳ. Khán giả này đặt câu hỏi là tại sinh ra tại Hoa Kỳ, tôi phải dùng một chữ lãnh thổ. Lãnh thổ đây có nghĩa là có những cái chỗ nó không phải nằm trong nước Mỹ, nó nằm ngoài nước Mỹ nhưng nó lãnh thổ Hoa Kỳ, thì vẫn được coi như là ở trong đất Hoa Kỳ. Đó là câu trả lời. Có một cái chuyện nữa thì, và cái người này khi ra tranh cử phải có chứng minh rằng là họ sống liên tục ở Hoa Kỳ đến lúc tranh cử là 14 năm đúng, liên tục. Đúng. Phải và, là 14 năm liên tục. Và 35 tuổi. Dạ, nhưng mà khán giả này chỉ hỏi là có đẻ đó không? Khán giả này chưa có hỏi tới là hỏi tới đâu mình nói tới thì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xảy ra, sẽ có trong thời gian sắp tới sẽ có một số người sanh ra ở tại Hoa Kỳ nhưng về Việt Nam hoặc về Trung Quốc sống. Nhưng mà gần trước lúc 35 tuổi, có nghĩa rằng là 14, 20 tuổi, 21 tuổi qua Hoa Kỳ sống trở lại. Và chờ đến năm 35 tuổi vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ được như thường. Vâng. Một khán giả tên là Hoa Nguyên Đông. Thứ hai, sắp tới đây giải bóng đá Suzuki AFF Cup 2014 thì khả năng đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trận chung kết diễn ra tại đất Thái rất lớn. Hai anh có thể huy động đồng bào ta tại hải ngoại mang cờ quạt đến cổ vũ cho Việt Nam không? Tôi thấy đây là dịp tốt để quảng bá hình ảnh đồng bào hải ngoại của ta đến với thế giới, mang những khẩu hiệu đòi tự do dân chủ cho Việt Nam và là để đồng bào trong nước có thêm động lực đòi hỏi quyền con người. Đây là ý kiến nhỏ, mong mang lại thêm một chút gì đó tốt hơn cho đồng bào. Xin cảm ơn. Ý kiến rất hay, cảm ơn khán giả rất nhiều, nhưng mà chúng ta thực hiện như nào, cái đó lại là một bài toán rất là lớn. Khán giả Phương Trương có gửi cho chúng tôi cái video một vị linh mục ở Sài Gòn giảng trong 20 phút 48 giây về những cái chuyện ở trong nước, trong vòng chế độ, và trong đó đã nói lên thực trạng của chính quyền Cộng sản đối với đất nước như thế nào. Thì chúng tôi có coi bài giảng rồi, thì cũng ông cha đó, ông nói thì không biết tới lúc nào thì bị chính quyền trong nước sờ gáy, chúng tôi không biết thôi. Nhưng mà phải nói là vị linh mục này rất là can đảm ở trong Việt Nam mà dám giảng bài giảng như vậy, chắc quý vị coi trên internet quý vị đã thấy rồi. Khán giả Huỳnh Phạm, Phạm Văn Huỳnh ở thành phố Spokane thì phải, đúng rồi, Phạm Văn Huỳnh có nói vấn đề tra tấn của người Mỹ. Khán giả nói rằng không đứng về phía nào cả. Vấn đề tra tấn thì phải nói là, nếu mà nói từ tâm thì lẫn quá tàn ác đều không được chấp nhận. Trên đời này cái gì mà quá thì không được, tức là hiền quá không được mà dữ quá không được. Khán giả đó là đi với bụt mặc áo cà sa, đi mà áo giấy. Và khán giả đó kể là ngày xưa ở miền Trung có chứng kiến quân đội Nam Hàn cũng có là rất là gọi là khi mà đánh Việt Cộng đó thì có quá là tàn ác, đó là quăng và lưu đạn vào cái gia đình nào đó thay vì vào hỏi này kia. Thì sau đó cái người đó khóc và thấy là bị, cũng là bị oan. Thì sau đó thì lính Nam Hàn mặc dù sau đó như vậy, cái là thay vì đi vô hỏi đàng hoàng thì nó quăng lựu đạn, gọi là cái là đại khái là giết lầm hơn là bỏ sót đó. Nhưng mà kể từ sau đó thì Việt Cộng không dám bén mảng tới đó nữa. Đó là khán giả Phạm Văn Huỳnh nói như thế.
Thì rồi cũng như đề cập đến lực lượng Taliban của Pakistan ở Việt Nam, giống như lực lượng Việt Nam ngày xưa là Phunro, thành lập năm 64 là phong trào người ly khai, luôn luôn làm khó dễ chính quyền Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn khán giả Phạm Hoành chia sẻ những cái này. Đúng là cái này là lịch sử thì đó, đúng như vậy thôi. Thì đúng là đi với một bác áo cà sa đi mà áo giấy, nhưng mà nó khổ một cái thì đi làm sao cho nó khéo, chứ nếu không khéo thì bị người ta nói, và khi người ta nói, người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn đạo đức thì mình không thể cãi được. Chẳng hạn như ngày hôm qua, anh biết không, vui lắm, quý vị có biết không, đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hợp Quốc đòi đưa một nghị quyết lên án Mỹ trong cái chuyện tra tấn những tù nhân, và đòi phải có một tổ chức quốc tế trừng phạt Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ đã vi phạm là cái chuyện quyền con người trong chuyện tra tấn. Mình cãi sao được bây giờ, đã thành ra làm cái gì nó phải kín đáo. Không kín đáo thì bị người ta la thì kẹt lắm. Bây giờ tôi lỡ tôi phải ra ngoài đường tôi ăn trộm của người ta về, tôi nuôi vợ của con tôi, nếu không vợ con tôi nó chết đói. Tôi phải làm, tôi phải làm cho kỹ, cho kín đáo. Rồi tôi làm mà lỡ ông Long thấy, ông Long không làm được, là con ông Long thấy, ông Long lại phải nói thôi, ông Dũng ơi, ông làm vậy là sai, bởi vì nếu mà ông Long không nói thì con ông Long sẽ bị hư, nó ảnh hưởng quyền lợi của ông Long. Thành ra đời nó có nhiều chuyện bậy lắm. Giống như mình gọi là ăn vụng, biết chui mép, không biết chui mép ráng chịu. Anh Long nghĩ sao chuyện này? Tôi chỉ quan tâm cái câu chuyện mà khán giả này gửi vào. Thứ nhất là ông kể rằng là cái chuyện mà lính Đại Hàn mà thấy lưu đạn đó. Đã. Thì là cái người mà lại khái giúp việc trong gia đình của ông là gia đình của cô bị là nạn nhân trong cái vụ thấy lưu đạn này. Gia đình cô nấp ở dưới hầm thì bị lính Đại Hàn thấy lưu đạn vào và họ chắc là họ bị thiệt mạng. Thì cái chuyện này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta có nên đồng ý cái chuyện lính Đại Hàn làm chuyện này hay không, mặc dù theo kết luận của khán giả này là chuyện này kể từ sau về đó, kể từ đó về sau mỗi lần lính Đại Hàn đi đâu thì Việt Cộng chạy đi tới đó, nhưng mà còn những những người Việt Nam chúng ta là nạn nhân trong vụ này thì chúng ta xử như thế nào công đạo cho họ, thì không thấy ông đưa cái vấn đề đó ra. Thì đó là một cái chuyện rất là khó khăn, nghĩa là chúng ta nhiều khi chấp nhận cái chuyện như vậy thì mai mốt người ta dựa vào chuyện đó người ta nói chúng ta thì cũng kẹt lắm. Đó là cái chuyện chia sẻ của khán giả Phạm Hoành. Cảm ơn. Anh cũng muốn nói thêm gì không? Không, dạ. Nghe chúng ta hình như đó là những thứ chúng tôi nhận được trong ngày hôm nay và hôm qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa mọi cái đóng góp thắc mắc cho chương trình, quý vị tiếp tục gửi email về địa chỉ sptnmorning@sptn.tv. Xin cảm ơn quý vị. Tin đầu tiên ngày hôm nay nó hơi địa phương chút xíu nhưng cũng ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam. Quý vị biết là ngày 4 tháng 11 vừa rồi, cộng đồng Việt Nam ở California đã có một sự kiện lịch sử, đó là bà Giang Nguyễn đắc cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang California, người Việt Nam đầu tiên đắc cử vào một thượng viện tiểu bang lớn, hay là nói là một trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì bà trước đó bà làm giám sát viên địa hạt 1 ở miền Nam California, bao gồm vùng Little Sài Gòn, tức là địa hạt 1 trong quận Cam. Bây giờ cái ghế nó trống thì trong những ngày qua đã có nhiều cái người lấy đơn rồi nói ra ứng cử này kia, nó làm sôi nổi. Và có tổng cộng 8 người lấy đơn. Nhưng mà đến ngày thứ hai vừa rồi, đó là ngày hạn chót để nộp, thì cuối cùng chỉ có 5 người nộp mà thôi. Và chúng tôi phải chờ kết quả này để thông báo, là bởi vì ngày hôm qua thì cơ quan bầu cử của Orange County mới chính thức cho biết tên đó là 5 người nào. Người thứ nhất theo thứ tự của cơ quan bầu cử là gồm có luật sư Andrew Đỗ, là cựu nghị viên Gandro, cựu chánh văn phòng và giám sát viên Nhân Nguyễn. Người thứ hai là ông Lou Correa, cựu thượng nghị sĩ địa hạt 34, tại địa hạt mà bây giờ bà Nhân Nguyễn đang nắm, và cựu dân biểu địa hạt 69. Đồng thời cũng là cựu giám sát viên địa hạt 1 luôn, tức là trước đây ông đã làm giám sát viên địa hạt 1 2 năm, rồi sau đó ông đắc cử chức thượng nghị sĩ 34, rồi ông để trống bà Gia Lát Nguyễn mới vô. Bây giờ ông hết 8 năm rồi, thì giờ bà Gia Lát Nguyễn lại lên cái chức của ông, và bây giờ ông định tranh lại cái chức này. Người thứ ba là luật sư Chris Van, nghị viên Ganro, hiện đang là phó biện lý của Orange County. Và người thứ tư là ông Nguyễn Văn Chuyên, cựu phụ tá thượng nghị sĩ Jordan, hiện nay đang là sứ quân viên đài TV 57.3. Và người thứ năm là bà Lúc Morfin Moreno, chuyên viên văn phòng. Như vậy trong 5 người này có 3 người Việt Nam, 2 người gốc Hispanic. Có thể nói đây là một cuộc chiến giữa chúng ta không nói gì cả, cho quý vị đoán, quý vị là 3 Việt Nam và 2 Hispanic. Thì địa hạt 1 nó bao gồm cái vùng Little Sài Gòn, nó rất quan trọng và nó rất được nhiều người Việt Nam chú ý, nhất là kể từ khi năm 2007 khi chúng ta có bà Giang Nguyễn lên làm giám sát viên ở đây. Thì địa hạt này bao gồm 3-4 thành phố như sau, như Gandro, Santa Ana, Westminster, cộng đồng Midway City và một phần thành phố Palm Valley. Và cử tri chỉ được chọn một trong 5 người này ra làm giám sát viên. Và người nào đắc cử sẽ làm tiếp cho đến hết năm 2016, tức là cái năm mà cuối cùng của cái nhiệm kỳ của bà Giang Nguyễn đang bỏ giang dở. Thì cho đến ngày hôm qua, chúng tôi được biết là hai ứng cử viên sáng giá nhất vẫn chỉ là ông Andrew Đỗ và ông Lou Correa. Tính theo cái gọi là ủng hộ chính thức, tại endorsement đó thưa quý vị. Ông Andrew Đỗ thì được Đảng Cộng Hòa Orange County
ủng hộ cùng với ba danh biểu liên bang là gồm có ông Ed Royce, ông Dana Roebucker và bà Mimi Waters. Đồng thời có hai thượng nghị sĩ tiểu bang ủng hộ nữa, đó là bà Janet Nguyễn và bà Pat Best. Và bốn danh biểu tiểu bang California ủng hộ, đó là bà Young Kim, ông Matt Harper, ông Don Wagner và ông Travis Allen cùng với giám sát viên Michelle Steele của Đại Hai. Tức là nếu mà ông Andrew Duck đắc cử thì vô làm chung với bà Michelle Steele này. Còn ông Lou Correa thì cũng nặng ký không kém. Ông được thứ nhất là đảng Dân Chủ của Orange County ủng hộ chính thức. Đồng thời ông được sự ủng hộ của hai nhân vật gọi là nhân viên công lực cao cấp nhất của Orange County, đó là ông Tony Rakakos là tránh biện lý Orange County và bà Sandra Huchen là cảnh sát trưởng Orange County. Đồng thời ông có sự ủng hộ của hai dân biểu liên bang nữa, đó là bà Lota Sanchez và ông Alan Lowenthal. Và ông cũng được sự ủng hộ của ít nhất là ba người trong nghị viên hội đồng thành phố Westminster ở địa phương, đó là bà Margie Rice, ông Sergio Contreras và bà Diane Carey. Còn riêng ứng cử viên Chris Van, người Việt Nam, ứng cử viên mà gọi là đang là nghị viên Gandro, thì ông chỉ được có một người ủng hộ thôi, đó là ông Steve Jones, hiện đang là phó thị trưởng Gandro. Còn hai người kia thì không thấy có ai ủng hộ cả, đó là theo chúng tôi được biết như vậy. Cuộc tranh cử này vào ngày 27 tháng Giêng cũng sẽ rất là sắt nút và sẽ rất là sôi nổi. Và nó sẽ quyết định cái gọi là vận mệnh chính trị của cộng đồng Việt Nam trong vài năm tới. Đó là xin thông báo cùng quý vị. Anh có ý kiến gì thêm về chuyện nào? Tôi thấy cái ghế này là một ghế rất là sôi động. Chúng ta nhớ cuộc bầu cử tranh cử của bà Janet Nguyễn lúc trước cách đây 8 năm không anh? Không, 7 năm, năm 2007. Năm 2007 thì là vô cùng sôi động. Đếm phải đếm phiếu tới lúc là tới cái giai đoạn là thắng chỉ có 3 phiếu. 3 phiếu rồi mà phải ra tòa. Mà phải ra tòa và kéo dài cái chuyện đó. Thì và cái ghế này cũng vô lực lại vô cùng quan trọng thời điểm này. Là với những cái gì mà bà Janet Nguyễn đạt được trong thời gian vừa qua và trở thành thượng nghị sĩ của tiểu bang California thì bây giờ cái vị trí đó đã trống. Và hai người sáng giá nhất là thứ nhất thượng nghị sĩ cựu thượng nghị sĩ Lou Correa thì là người được lòng người Việt Nam. Rồi cái vị trí mà ông Andrew Đỗ là một người là coi như là đã làm việc trong cái vị trí này mà đã được cái sự gọi là tín nhiệm của bà Janet Nguyễn để lại. Thì đây là hai người là tôi nói là cuộc tranh cử đây là vô cùng là hấp dẫn cho cộng đồng Việt Nam theo dõi cũng như ở tại người dân Hoa Kỳ ở tại địa phương này theo dõi cái chuyện này. Ngày hôm qua chắc quý vị cũng nghe cái bản tin liên quan đến chuyện mà thảm sát ở tại Pennsylvania, một người đã giết vợ cũ và giết luôn gia đình của vợ. Và coi như ngày hôm qua thì là tại đào, nhưng mà sang đến tối ngày hôm qua thì đã có một cái kết quả liên quan đến nghi can này. Câu chuyện ra sao anh Đỗ Dũng? Vâng, thực ra là thấy chiều hôm qua người cảnh sát ở bên Pennsylvania đã tìm thấy xác của nghi can này ở trong khu rừng gần thành phố Pennsburg, tận nơi mà nghi can này cư ngụ. Chắc quý vị cũng biết, nghi can này sáng thứ hai sau khi đem gửi hai đứa con với người vợ cũ của mình thì nghi can này chạy đến ba căn nhà, một nơi là vợ mình, bắn chết vợ mình, rồi bắn chết em vợ mình, em rể của vợ mình, đứa con của vợ của em vợ mình, và bắn bị thương một đứa con khác của em vợ mình, rồi sau đó qua cái nhà khác bắn chết bà mẹ vợ cũ của mình và bà ngoại vợ cũ của mình. Đây là vợ cũ. Đó. Thì ông này là tên là William Stone, chắc quý vị biết rồi. Thì sau một ngày rưỡi cảnh sát truy lùng, lúc mà cảnh sát truy lùng đó thì có một người dân ở một vùng này cho biết là có một người cầm dao, ông này đang đổ xăng, người này cầm dao chạy đến nghĩa là định cướp xe của ông này, theo bị ông này rút súng nó bắn, bắn hụt, nhưng mà người này cầm dao mới bỏ chạy trong rừng. Thì cái người tài xế mà bị cướp xe hụt đó mới báo cho cảnh sát biết cái khu rừng đó và họ vào kiếm. Thì họ dùng máy bay, dùng chó, dùng đủ thứ, coi như là họ lùng sục trong khu rừng này. Chắc có lẽ vì lý do đó mà nghi can đã không có đường chạy nên nghi can đã tự tử. Theo tránh biện lý của Montgomery County ở vùng đó ngày hôm qua cho biết là nghi can có những dấu cắt ở trên người, có lẽ là do nghi can tự tử thì nghi can đã qua đời. Nghi can là bây giờ người ta được phát hiện ra thêm một số chi tiết là khi nghi can ở Iraq về năm 2008 rồi có làm lính trừ bị một thời gian đến năm 2011, thì trong một lần ra tòa mà để tranh chấp cái chuyện mà quyền giám hộ hai đứa con đó với người vợ cũ đó, thì nghi can này có nói rằng bộ cựu chiến binh coi tôi như là một người tàn phế, tức là disabled, permanently disabled, tức là bị tàn phế suốt đời. Thành ra hiện nay lúc đó ông sống nhờ cái trợ cấp của bộ cựu chiến binh. Và cảnh sát cho biết là ông đi lại ông có chống cái gậy, nhưng mà cái hôm mà bắn thì không thấy chống gậy, trong vòng có 90 phút mà thôi. Mùa hè vừa rồi thì ông có lập gia đình với một phụ nữ khác và có một đứa con trai. Thì cái người vợ sau này với đứa con trai thì kỳ vừa rồi không bị gì cả. Và hai đứa con riêng của ông với cái bà vợ cũ không bị gì luôn, nhưng mà ông đột cái bà vợ cũ
em và vợ, và nói chung là bên nhà vợ là tổng cộng là 6 người bị bắn chết và một người bị bắn bị thương. Đó. Và bây giờ tới phía đông đó thì đây là cái chuyện mà nó đã kết thúc làm cho cảnh sát tiểu bang Pennsylvania đỡ nhức đầu. Mà đây là cái vụ này nó xảy ra tháng 12, quý vị còn nhớ hồi tháng 9, cảnh sát Pennsylvania cũng bị cái vụ đi kiếm trong rừng, anh nhớ không? Một cái nghi can tên là Eric Friend nó đã gọi là phục kích cảnh sát tiểu bang Pennsylvania, bắn chết một người, bắn bị thương một người. Và lần trốn trong rừng mất 48 ngày cảnh sát mới tìm ra, anh nhớ không? Rồi kia là cũng bắt được. Đại khái đó là những cái chuyện mà ở bên Pennsylvania, cái vùng đó nó có những cái rừng rú, họ cứ phải trốn trong đó. Cảnh sát khi mà đi tìm rất là khó. Mày biết kỳ này đó, cảnh sát bên đó họ đặc biệt đó thì họ dùng trực thăng nó tầm nhiệt. Mày biết tầm nhiệt không? Tức là nó có thể đi, ngoại trừ ông này không đeo cái gì trên người thôi. Cầm dao, đeo đồng hồ, đeo dây chuyền hay gì đó, cell phone là nó bắt sóng được hết và nó sẽ tìm ra. Có lẽ vì vậy ông hết đường chạy mà ông tự tử chăng? Mình không biết, nhưng mà coi như vụ này đi đến cái kết thúc. Nhưng mà ngày hôm qua thì phải nói là người dân ở đó họ nói cái này vô lý quá, chỉ vì một cái chuyện gì mình không biết mà mất tới 7 mạng người. 7 mạng người một cách vô lý. Đó là cái chuyện xảy ra tại Pennsylvania. Tôi thắc mắc là qua tới bên kia thế giới không biết là thượng đế xử trí ra sao khi 7 người này cùng trình diện. Không biết. Không biết là họ có được trình diện thượng đế không đó. Cái đó là chỉ có thượng đế mới biết thôi anh. Sáng nay có một câu chuyện là vô cùng quan trọng cho Hoa Kỳ. Bắt đầu từ một cái chuyện gọi là trao đổi tù binh. Nhưng mà từ cái chuyện trao đổi tù binh này thì hiện tại bây giờ trên màn ảnh của chúng tôi là các tin của các hãng thông tấn trên thế giới đều nói đến một cái chuyện là bắt đầu bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba. Hai bên bắt đầu nói chuyện này. Câu chuyện này bắt đầu từ cái chuyện thỏa thuận coi như là trao đổi người giữa Hoa Kỳ và Cuba. Thì sáng ngày hôm nay truyền thông cho biết rằng là tù nhân Hoa Kỳ, ông Alan Gross, tù ở tại Cuba trong vòng 4 năm vừa qua, sẽ được bay về lại Hoa Kỳ. Và ngược lại, Hoa Kỳ sẽ đổi 3 gián điệp mà Hoa Kỳ đã bắt giữ ở tại Miami cho Cuba. Nhưng mà cái chuyện mà chúng tôi vừa đang thấy trên màn ảnh, anh Dũng thấy là US start normalizing, có nghĩa là bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì chuyện này mới là chuyện lớn. Vâng. Mà cái chuyện ông Alan Gross, thưa quý vị, là cái chuyện là mấy trong thời gian vừa qua đã có một cái sự rất là ồn ào ở tại Hoa Kỳ. Thứ nhất, chúng ta biết rằng là chuyện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba là một cái vấn đề vô cùng nhạy cảm ở tại Florida, và cộng đồng người Cuba rất là mạnh trong chuyện này. Và cái chuyện mà ông Alan Gross bị giam ở tại Cuba nó lại liên quan đến một vấn đề mà trong một thời gian vừa qua người ta đã cãi nhau về chuyện này, có dính dáng đến hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ ở tại Cuba. Là cái chuyện rằng là Cuba nói rằng ông này là lợi dụng cái vai trò là một giáo sĩ Do Thái giáo đi sang qua Cuba để mà giảng đạo, nhưng mà thật sự là set up một cái hệ thống để Hoa Kỳ bí mật luồn internet vào bên trong Cuba cho những người, cho cái cộng đồng Do Thái giáo ở Cuba họ sử dụng. Nhưng mà qua cái chuyện này, Hoa Kỳ đẩy vấn đề dân chủ vào trong nội bộ Cuba, thì bên Cuba nói rằng ông này là hoạt động gián điệp ở tại Cuba. Nhưng mà sau cái chuyện này được Cuba la lên thì có vẻ như là Hoa Kỳ lại tránh né chuyện này, khiến cho Thượng nghị sĩ Lehigh, ông này phải tức giận. Nó là tại sao quý vị đánh trống bỏ dừa trong chuyện này, xuống người ta làm chuyện này. Và ông Lehigh đưa ra những cái document, những cái tài liệu nói rằng là có cái chuyện này xảy ra. Thì bây giờ, chuyện mà bây giờ kế tiếp mà chúng ta được nghe trong giờ phút này là ông này sẽ bay được trao đổi tù binh với lại Hoa Kỳ, và khoảng chừng buổi trưa này, theo chúng tôi được biết đó, là khoảng chừng giữa trưa thì Tổng thống Barack Obama sẽ lên quốc danh nói về vấn đề này. Và ngược lại bên phía Cuba thì cũng giờ trưa này thì bên Cuba sẽ có leo lên nói về chuyện này. Mà bây giờ cái chuyện normalizing, anh Dũng nghĩ sao? Có chuyện này? Chuyện này có. CNN chạy bản tin rõ ràng là Hoa Kỳ và Cuba sẽ mở tòa đại sứ. Đó là giới chức Hoa Kỳ cho biết. Hiện nay hai bên đang thảo luận, và đây CNN chạy cái tựa là Biggest Crack in 50 Years Embargo. Yes. Sau hơn 50 năm cấm vận, bây giờ cuối cùng phải bẻ. Bởi vì quý vị cũng biết, cấm vận thì nó chỉ một lúc nào đó thôi, chứ cấm vận lâu quá nó không có work, nó không có hiệu quả. Ở đây nó có những vấn đề chúng ta phải chú ý, tại sao nó không xảy ra trước đây mà nó xảy ra bây giờ, mặc dù có rất nhiều người vận động chuyện này, đặc biệt là các vị dân cử các tiểu bang miền Trung Tây. Họ muốn cái chuyện này lâu lắm rồi. Họ bảo là thôi dẹp đi, đừng có cấm vận nữa, để chúng tôi bán hàng hóa nông sản của Cuba, một đất nước đang là khao khát thực phẩm mà họ có dư đường mà chúng tôi cần cái đường giá rẻ của họ.
Bởi vì nếu không dân Cuba bị tiểu đường hết. À, cái chuyện này đã ongoing bao nhiêu lâu nay. Nhưng tại sao bây giờ mới xảy ra? À, nó có những chuyện sau lưng đó, thưa quý vị. Bởi vì sao? Thứ nhất, về phía Cuba, Fidel Castro chắc cũng sắp chết rồi. Bây giờ còn Raúl Castro mà em lên cũng sắp sửa đài. À, hai ông này già quá, bây giờ chưa tìm được người kế nghiệp. À, thì thôi, chắc là làm cái chuyện gì đó. Và cái thứ ba quan trọng hơn là Cuba, quý vị biết trong 50 năm qua khó khăn kinh tế dữ lắm. À, về phía Hoa Kỳ, thì nếu cái chuyện này mà cứ làm hoài, đến một lúc nào đó Cuba khó khăn kinh tế quá đó, thì nó cho xả cảng. Xả cảng thì sao? Tức là những người dân Cuba họ cứ bơi qua, họ đi tàu qua vùng Miami hay là phía Key West của Florida. Thì mấy ông Costa phải đi ra đó để chặn, không cho mấy ông này leo lên bờ. Bởi vì ông nào bước được một chân lên bờ là ông đó đương nhiên có thẻ xanh. Luật này có từ năm 1960 dưới thời Tổng thống Kennedy mà cho đến bây giờ không ai dám đụng vô hết. Đủ thế cộng đồng Cuba họ mạnh như thế nào. À, nãy Lộc có đề cập đến chuyện cộng đồng Cuba mạnh. Cộng đồng Cuba ở Miami-Dade County như vậy, họ chỉ khoảng 1 triệu người thôi. Nhưng mà họ là một khối cử tri rất quan trọng, đặc biệt trong cuộc bầu cử năm 2000. Họ đã bỏ trong Bush con. Lúc đó quý vị nhớ là ông Al Gore xin đếm phiếu. 9 người thẩm phán tối cao Pháp Viện bảo không, ngừng không đếm phiếu. Ông Bush thắng năm 2000. Kể từ đó ông biết đây là cái nhóm cử tri trong ra. Bởi vì ở Florida, Cộng hòa Dân chủ gần như ngang nhau. Và cái nhóm cử tri của Florida 1 triệu người ngả bên nào bên nó thắng. Và kể từ đó ông Bush con thường xuyên đến thăm Florida. Đó. Rồi tới thời ngay cả Obama, Obama lên cũng không dám đụng vô cộng đồng này. Nhưng tại sao giờ dám đụng? Tôi đối lòng với tại sao. Thế này, cái chuyện này nó hơi bị căng. Tôi nói nhanh luôn, người ta nói như thế này. Bởi vì ông Cuba, ông Obama bây giờ dám làm chuyện này. Bởi vì sao? 2 năm nữa tôi không ra làm tổng thống. Đó là số 1. Cái thứ hai người thắc mắc, ủa như vậy thì kẹt quá. Nếu bà Clinton mà ra thì đảng Dân Chủ sẽ bị mất phiếu của cái nhóm này. Mà nhóm này mà mất phiếu là nó không bầu thì mất khoảng cỡ 25-27 phiếu cử tri đoàn. Lớn lắm. Nhưng tại sao Obama làm việc này? Bởi vì kỳ này có thể ông bút em ra, mà bút em ra thì bây giờ anh có làm gì thì cả dân Florida cũng bỏ cho bút em rồi. Anh thấy không? Quý vị thấy tính chuyện là tính toán ghê chưa? Tức là nếu chỗ đó tôi đã mất rồi thì tôi trong cái mất đó tôi phải được lợi cái gì đó và tôi lợi dụng cái chỗ này luôn. Chứ tôi giữ chi nữa? Đó là cái đường đi của ông Obama. Đó là theo các phân tích gia họ nói vậy, tôi biết đúng sai như thế nào. Không biết anh nghĩ sao? Tôi nghĩ là có 2-3 chuyện nó nằm ở đây. Thứ nhất là ông Alan Gross này là một người giáo sĩ Do Thái giáo, có Do Thái dính vô chuyện này. Vâng. Là điều số 1. Điều số 2 tôi không biết rằng là trong cái cuốn viếng thăm mà của hai Đức Giáo Hoàng gặp ghé Cuba. Vâng. Và gặp Fidel Castro, và chúng ta được biết rằng là ông Fidel Castro gặp riêng Đức Giáo Hoàng. Vâng. Không biết có gọi là có gửi thông điệp gì hay không? Không có xưng tội gì hay không à? Cho xin nên tội văn thua, xin tội văn thua. Nên không phải. Bây giờ đến lúc cuối đời thì tôi phải suy nghĩ lại. Ok, tôi đã làm gì tốt cho dân tộc của tôi? Thì không biết cái chuyện này nó xảy ra nó như thế nào trong cái chuyện này. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà Hoa Kỳ và Cuba bình thường hóa quan hệ thì đây là một cái bài học mà cộng đồng Việt Nam chúng ta phải học. Vâng. Và người Cuba họ đã làm được cái gì từ năm 60, như cái đạo luật mà anh Dũng có thưa với quý vị là có từ năm 1960, hễ một người Cuba nào mà chạy trốn mà chỉ cần một chân cho đến bây giờ luôn nha, cho đến bây giờ luôn. Là đạp một chân lên đất Mỹ là coi như là người đó vượt vào Hoa Kỳ ở một vĩnh cách viễn. Vĩnh viễn. Đó là cái chuyện đó. Thì họ làm được như vậy vì sao? Vì người Cuba là họ đoàn kết một khối. Người Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta đã 40 năm rồi, thưa quý vị, chúng ta có làm được chuyện đó hay không? Hay là bây giờ chúng ta vẫn còn là chưa biết mình chống đánh xuôi kẻ thuận ngược, chống đánh xuôi kẻ thuận ngược đi về đâu trong cái xã hội Hoa Kỳ này? Thì người qua cái chuyện này chúng ta phải xem có việc quá nhiều bài học về cộng đồng Cuba và bài học giữa Cuba và Hoa Kỳ cho người Việt Nam chúng ta học trong chuyện này. Và chúng tôi cũng kể đã sẵn nói cái chuyện về tôn giáo thì có một cái chuyện cũng rất là lý thú liên quan đến Đức Giáo Hoàng.